Chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Sắc Màu Sự Việc sẽ dẫn quý anh chị và các bạn tham quan khu chợ Rạch Ông ở đường Nguyễn Thị Tần, quận 8. Rồi, let's go. Đây là cái đường Nguyễn Thị Tần, đoạn từ cầu chữ Y đổ xuống. Đi khoảng 200m thì gặp một cái ngôi chợ rất là lớn. Này có tên là chợ Rạch Ông. Chợ Rạch Ông này có một cái đặc biệt là ở trên lầu là có một cái câu lạc bộ thể hình nha quý vị các bạn. Có nghĩa là mình vừa đi chợ mà vừa có thể tập thể hình ở trong cái chợ này luôn. Ở xung quanh cái khu vực chợ này thì người dân buôn bán rất tấp nập, đông đúc, như là nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở trong khu chợ Rạch Ông, quận 8, đường Nguyễn Thị Tần. Đây là một cái cảnh quan xung quanh đường Nguyễn Thị Tần, quận 8. Cảnh quan ở bên ngoài của khu chợ Rạch Ông rất là nhộn nhịp, đông đúc, người dân mua bán tấp nập nha. Đây là một cái tiệm hoa ở cái đường bên phía tay phải của chợ Rạch Ông. Hoa tươi rất là đẹp, hoa từ Đà Lạt xuống. Có hoa li li, hoa cúc, hoa huệ, hoa lây ơn. Cái bên đó là một cái tiệm hải sản bán rất là lớn. Và những cái quầy bán trái cây cũng rất là nhiều, rất sung túc nha quý vị. Hào, sò, ốc hương, sò huyết, ốc gạo. Đây là càng ghẹ chế biến sẵn. Đó, có một chị gái đang lựa nghêu. Nghêu này bao nhiêu ký vậy em? 60k một ký, 60.000 một ký nha quý vị các bạn. Này là một cái tiệm ở bên hông cái chợ Rạch Ông, đường lớn. Càng ghẹ bao nhiêu ký em? 200 mấy 300 mấy 400 tùy theo. Dạ cảm ơn. Đây là cái lối vào phía bên hông chợ. Đây là người dân đi chợ đốt nập nha. Lúc bây giờ là 9 giờ sáng thì mọi người có thể là dừng xe lại để mua tại chỗ. Đó, rất là tiện. Ở trước cổng chợ thì vẫn có một bãi giữ xe để người dân có thể vào trong bên trong chợ để mua sắm. Đó. Mình phát hiện ra ở bên chợ Rạch Ông có một cái tiệm bán trầu câu rất là lớn nha quý vị. Đó, rất là tiệm rất là đẹp. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là đẹp phải không? Màu đưa lên YouTube vậy. Trái máy đã Hà Nội. Đó. Đẹp quá ha. Trang trí cái buồng câu làm đẹp quá. Đây là lá trầu. Đây là chị chủ đang test một cái dĩa trầu câu để về thờ cúng. Chị cho em hỏi cái này mình khách đặt để làm cái gì vậy? Cúng đĩa hay là gì? Cúng bên bàn thờ nào? Đám cưới hả chị? Dạ, đám cưới. Bày một cái chỗ cái bàn gia tiên đó, trong lễ dầm hỏi. Mùa này là có nhiều người đặt không chị? Dạ. Mùa này vô mùa cưới hả chị? Dạ. Yeah.
Dạ. Thường chung một cái bàn gia tiên thì ngoài cái dĩa trầu câu ra thì còn cái gì nữa không chị? Trái cây bông hoa hả? Dạ. Còn trà rượu nữa hả chị? Rượu trà. Rượu trà hả? À, ở tiệm của chị cũng có cho thuê mấy cái hộp có quả nữa này ha, quả đám cưới ha, hay chuyên về các dịch vụ cưới hỏi. À, vòng vòng phía bên trong này là cái chợ rau củ quả, và hai bên đường thì bán các cái cửa hàng bán giày dép thùng xốp. Bán khăn dạo. 5 khăn 20 ngàn. À, đây là một cái sạp bán đồ rau củ quả nha, để ngoài đường luôn, rất là tiện, người ta để dưới đường luôn, mọi người có thể là xẹt xe xuống là ghé xuống là mua để về đi chợ rất là nhanh. À, phía gần gần chợ này mình thấy có cô bán bánh bột lọc sẵn nữa nha, bánh bột lọc Huế. Yeah. Đây, bánh này để luộc sẵn rồi nè, đi đi chợ là mua một hộp về là ăn thôi. Đó, trái ớt to phải không? À, phía sau bên trong mà thấy có bán cổ hủ dừa nè, rồi bột bồn nè, ngó sen nè, đu đủ bào nè. Đó, rồi măng non nữa. À, bên này là một cái quầy bán tôm cá. Bên này là một cái tiệm bán các cái loại ốc. Ở đây là một cái điểm bán các loại cua. Thì cua này ở vùng nào đó chị? Cua Cà Mau hả? À, cua Cà Mau. Cua này bao nhiêu một ký vậy chị? Cà Mau 400 ký. Này là cá linh làm sẵn rồi nè quý vị các bạn. Cá làm sẵn bao nhiêu ký vậy chị? À, cá này 200 một ký nha các bạn. Cá làm ruột hết rồi là 200, còn chưa làm là 150. À, này phải ăn cái này phải bấm bụng ra không thôi nó đắng. Đây nhiều cái loại cá lạ lạ quá, quá ngon luôn. Dạ, cá bóng trứng.
cá hú. Và còn đây là một cái điểm bán cá hấp mà. Ở đây cá hấp từ Phan Thiết đi vô. Đây rất là bỏ sẵn trong rổ. À, ở chợ Rạch Thông này có thể là buôn bán tấp nập và đông vui ghê, rất là nhiều loại cá khác nhau luôn. Dạ. Cá gì chị? Cá gì đó? Cá hú à, còn tươi luôn á. Phía sau chợ nha, phía sau chợ bán đồ tươi luôn. Đó. Cá còn bơi luôn. À. Ồ, có cá khoai nữa nha. Ở Sài Gòn này kiếm một cái điểm bán cá khoai hơi bị hiếm. Cá heo là cá này hiếm nè. À, cá khoai này còn tươi luôn. Cá này bao nhiêu ký chị? 170 hả? Ôi, này nếu mà này là giá 170 là coi như bằng Vũng Tàu luôn á, Vũng Tàu cá nhỏ lắm. Dạ tươi lắm. Cá này nấu ngót phải không chị? Lẩu không? Lẩu ngót tuyệt vời luôn nha, ăn vô là mát luôn, mát chổng trời luôn. Đỉnh của đỉnh. Đó. Phía sau chợ này đó là đông vui, các chị bán tấp nập luôn, vui lắm nè. Đó, thấy không? Cá nâu. À. Trời đừng nói ế, bán đắt rồi mới nói cái gì nữa. Sắc màu YouTube sắc màu chợ Việt. Dạ. Chị có nhắn nhủ gì với bạn quý khán giả không chị? Nhắn nhủ mấy anh Việt kiều gì không? Dạ. Hai chị bé xấu rất là dũng dạc đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chị, chúc mấy chị buôn may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Wow, ở đây có một cái quầy rau bán nhiều loại, nói chung là điên điển rồi ha. À, bông điên điển nè. Bông bí nè. Ở đây có một cái quầy cá mà được sắp xếp thấy gọn gàng không? Đó, mình rất là thích cái kiểu này luôn. Đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. À, có cá thắt lát nữa này, cái cá thắt lát nạo sẵn. Dạ. Đây có một cái quầy bán thịt. Quầy rất là lớn luôn. Và đây là cái khu bán thịt heo ở phía sau này nha, rất là nhiều tiệm khác nhau luôn. Phía bên trong chợ là khu bán vải, bán các cái sản phẩm về công nghệ, hóa mỹ phẩm. Đây một khu bán các cái quần áo, sản phẩm may sẵn này. Ở trong mặt tiền của chợ là có khu ẩm thực. Đây là một cái quầy ẩm thực ở phía trong chợ Rạch Ông. Đây là bánh bột lọc. Đây mọi người có thể vào trong chợ để làm móng, làm tóc. Đó, đây là cái lầu 1 ở phía trên chợ Rạch Ông. Thì
khi mình tới á, thì bây giờ cái phòng tập này nó đã nghỉ rồi. Cái phòng tập này tương đối lớn nha quý vị, nhưng mà tiếc là hôm nay bây giờ là nó đã đóng cửa. Rồi, còn cái khu ẩm thực thì như là cũng có nhiều gian hàng, chưa có một. Đây là một cái chợ mà nó có những cái nét riêng, đặc biệt là cái tình hình mà buôn bán xung quanh cái khu chợ này thì nó rất là nhộn nhịp, nó đông đúc, nó có nhiều năng lượng lắm. Dạ. Rồi thì mình ghi nhận một vài cái nét sơ qua để quý vị anh chị có thể hình dung được là một cái khu chợ Đất Ông như thế nào. Hy vọng là cái video này sẽ làm cho quý anh chị và các bạn yêu thích, và xin hãy like và subscribe kênh Sắc Màu Chợ Việt giùm mình, để mình có thêm nhiều động lực mình ra thêm nhiều cái video ở những cái chợ xa hơn, ở những cái vùng quê, để mình có thể là giao lưu chia sẻ với nhau, với các bạn những hình ảnh về bà con ở trong nước và đến với bà con ở nước ngoài. Dạ, xin cảm ơn quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở một cái clip khác. Cảm ơn rất nhiều.